dạng khai triển này, bước đầu 1C, 1C, 1C này. Nhìn cho dễ. Được chưa? Nối đôi này, nối đôi này, nối đôi. Ở anh C này thì nối vào anh C nối đôi O. Xong nối vào anh O. Xong nối về một C nữa. Được chưa? Đấy, bây giờ mình điền làm sao cho O đủ hóa trị 2, mình thấy O đủ hóa trị 2 rồi. Rồi mình điền C sao cho C đủ hóa trị 4. Đây điền H 1. Đúng không? 2 3 này. Anh C đủ hóa trị rồi. Anh C này thiếu một hóa trị. 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 Đến bây giờ là đủ. Được chưa? Đây là dạng khai triển. Dạng khai triển để mình giải quyết cái gì? Để giải quyết được cái chỗ là công thức phân tử và giải quyết cái chỗ là có bao nhiêu liên kết sigma. Đúng không? Nhưng mà bây giờ giải quyết hợp thiết hữu cơ tạp chức thì mình cần viết là dạng thu gọn. Các bạn nhìn này. Anh này có phải mình viết lại thành C6H4 không? Nó có nhóm chức NH2 và nó có nhóm chức COOCH3. Vậy là ở đây mình nhìn luôn là nó có đồng thời nhóm chức COO và nhóm chức NH2 nên chắc chắn nó là chất hữu cơ tạp chức nên anh này đúng. IA đúng. Tạp chức đúng. Được chưa? À đầu này thì thiếu NH2 đúng rồi. Đầu này thì thiếu NH2. N. H2 đây là H. N đủ hóa trị 3. Ok, thank you. Giờ mình đi đếm về liên kết sigma nhé. Đếm thôi, đếm nhanh. Này đánh số. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Đúng không? Thế mà đề bài bảo chúng ta có 18 liên kết sigma, sai lè luôn. Công thức đơn giản nhất của methyl anthranilate là C8H9NO2. Bây giờ mình viết lại từ đây, công thức phân tử của anh này nó sẽ là C6 cộng với lại 2 là C8, H4 cộng 3 là 7, 7 cộng 9. 1N 2O. Thì mình thấy là đây là công thức phân tử nhưng mà nó không có bội chung. Cho nên nó không có ước chung lớn nhất nên chắc chắn công thức phân tử chính là công thức đơn giản nhất nên đúng. Từ công thức phân tử mình đếm được số nguyên tử 8 cộng 9 là 17, 17 cộng 1 là 18, 18 cộng 2 là 20 nên đúng nốt. Quá dễ dàng, lúc luôn một điểm.